Mbappé gánh vác tương lai tuyển Pháp. Mới đây, đài TF1, kênh truyền hình hàng đầu tại Pháp đã công bố đoạn video của đội tuyển Pháp trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trong trận chung kết World Cup 2022. Mặc dù không phải đội trưởng, thế nhưng Mbappé đã cho thấy tố chất thủ lĩnh khi lên tiếng động viên tinh thần đồng đội trong phòng thay đồ giữa hiệp sau khi bị Argentina dẫn trước 2-0. Phó chủ tịch đã đứng dậy phát biểu như sau: "Đây là trận chung kết World Cup, trận đấu của cả cuộc đời, chúng ta không thể làm tệ hơn thế này. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải quay trở lại sân, thay vì để họ làm gì đó, chúng ta phải tăng cường độ lên một chút và sẵn sàng bước vào cuộc đấu tay đôi. Hãy làm gì đó khác đi các bạn. Đây là trận chung kết World Cup, tôi nói xong rồi, chúng ta đang bị dẫn trước 2 bàn nhưng có thể trở lại. Các bạn, World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần thôi." Huấn luyện viên Didier Deschamps là người kết thúc bài phát biểu vào giờ nghỉ. "Các bạn có biết sự khác biệt giữa chúng ta và họ không? Đó là họ chơi một trận chung kết đúng nghĩa, trong khi chúng ta không thể hiện bất kỳ điều gì cho cảm giác giống vậy." Sau khi hiệp 2 kết thúc, đội tuyển Pháp đã thi đấu mạnh mẽ hơn và ghi được 2 bàn nhờ cú đúp của Mbappé rồi kéo theo trận đấu đến loạt sút luân lưu. Thua trận chung kết World Cup là điều khó nuốt rồi, nhưng tuyển Pháp đã chứng tỏ họ là đối thủ cứng cỏi khi đẩy Argentina vào thế rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong 120 phút. Trận đấu chỉ có thể giải quyết trên chấm luân lưu, nơi màn tỏa sáng của các cá nhân đóng vai trò quan trọng. Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn có một kỳ World Cup ấn tượng dù vấp phải nhiều khó khăn trước khi giải đấu bắt đầu.